Đây là mixer BF Q3006H sau khi mình đã kết nối vào main round 2002 XLS. Các bạn có thể thấy là phía trước đang cắm micro vào một trong ba ngõ này, thì mình sẽ chọn là ngõ micro 1. Còn về phía sau, đây các bạn có thể thấy chúng ta có một nguồn điện vào mixer ở bên đây. Đây là jack Canon cái vào kênh loa nhạc chính ở bên phải và bên trái. Ở bên đây mình sẽ có đường tín hiệu AV lấy nhạc vào kênh 1. Nếu như các bạn có thể xài thêm súp điện thì chúng ta có thể kết nối vào ngõ output AV ở đây các bạn ạ. Thì khi chúng ta kết nối xuống main, như các bạn biết Canon đầu ngược lại chúng ta sẽ cắm vào main. Đây các bạn có thấy là chúng ta sẽ đi vào main ở cái dây này, jack 6 ly hoặc là jack Canon. Từ main chúng ta sẽ có hai dây tín hiệu ra loa, và cái đây là cái nguồn điện của main. Kết nối chỉ đơn giản vậy thôi nhé các bạn. Thì sau khi kết nối xong, mình sẽ tiến hành mở mixer lên. Sau khi mixer khởi động xong, chúng ta sẽ tiến hành mở main. Như các bạn thấy, khi khởi động lên, chúng ta có tín hiệu music ở mức âm lượng là 20, tín hiệu effect ở chế độ KTV1 âm lượng 30, và tín hiệu của micro ở chế độ là mic 1 âm lượng là 20, chức năng FPE chống hú tự động và chức năng tăng âm exciter của nhạc đã được khởi động. Thì tương ứng các bạn có thể thay đổi chế độ của effect mode ở đây. Ví dụ như khi chúng ta click vào cái effect mode ngoài cùng thì tương ứng KTV1 sẽ nhảy thành KTV2, KTV3, KTV4, effect 1, effect 2, effect 3 và effect 4. Thì đây là những chế độ mặc định của nhà sản xuất vốn đã hay sẵn. Các bạn nếu thích hát chỉ dùng chức năng là echo thì chúng ta có thể chọn từ KTV1 đến KTV4. Nếu như các bạn muốn hát kết hợp giữa echo và reverb thì chúng ta sẽ chọn chế độ từ effect 1 đến effect 4. Đây là micro BF Audio G10. Thì dòng micro này cũng khá là tuyệt vời ở chế độ là nó có chức năng ngắt tiếng tự động, cảm biến 4 giây sau khi chúng ta để lên đây không sử dụng nữa. Đây, hiện tại micro đã ngắt, nhưng mà một khi các bạn cầm lên thì tự động là micro sẽ có tín hiệu lại. Đây là đang ở chế độ KTV1, mình sẽ thử tiếng. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, 1, 2. Mình sẽ đổi qua chế độ là effect 1. Alo, 1, 2. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Thì các bạn cũng nghe được cái hiệu ứng của reverb rất là rõ ràng, khiến cho giọng hát chúng ta nghe nó rất là hay các bạn ạ. Ngoài ra thì các bạn có thể tăng giảm effect volume, mic volume và music volume sao cho phù hợp với không gian nhà mình. Hiện tại khi mà khởi động, các bạn có thể set up âm lượng khởi động bằng cách nhấn vào nút B và giữ luôn trong khoảng từ 3 giây. Đây, khi dấu chữ min nhấp nháy ở đây, các bạn có thể set up âm lượng khởi động. Thông thường mình sẽ set up âm lượng khởi động của micro về 0 và music cũng về 0 bằng cách các bạn quay cái volume của mic và volume của music về bên hướng bên trái. Rồi ok, sau đó chúng ta có thể ấn nút bất kỳ bên đây để chúng ta thoát ra. Ngoài ra, mixer cho phép các bạn set up âm lượng maximum bằng cách nhấn vào phím thăng. Đây, phím thăng ở đây, ấn giữ luôn 3 giây. Sau khi ra cái chữ max thì các bạn có thể set up âm lượng giới hạn. Ví dụ micro chúng ta đo ở nhà chúng ta thì khoảng độ lớn là cỡ tầm 25, thì chúng ta sẽ set micro ở mức 25 để giúp bảo vệ hệ thống. Đây, còn effect thì chúng ta thích là set up khoảng tầm 40 thôi. Music
thì khoảng từ 40 tới 50 gì đó tùy các bạn và các kỹ thuật viên đo ở nhà các bạn. Như vậy là xong, chúng ta thoát ra. Thì để biết là nó đã lưu cấu hình hay chưa, các bạn có thể tắt và khởi động lại, nhưng nhớ là tắt main trước, tắt mixer sau nha các bạn. Nếu các bạn làm điều ngược lại, nó sẽ cho một tiếng bập ra rất là lớn, không tốt cho hệ thống của chúng ta tí nào. Sau khi chúng ta khởi động, music và micro đã về không. Bây giờ chúng ta có thể hát thử một bài. Và mình thích sử dụng chế độ có reverb, mình sẽ chuyển qua effect 1. Chúng ta bắt đầu tăng âm lượng lên từ từ. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Những nỗi nhớ anh tìm qua hứa, những năm kia anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bạn tiêu mất cô yêu em mơ lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay. Còn lại chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Chờ đợi một cơn mưa sẽ ra sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm mơ vơ anh thấy đâu em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh rất nhớ. Đừng có nói anh mất của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Gặp bông hoa trên tay. Các bạn vừa nghe một bài hát sử dụng bằng mixer BFQ3000 6H. Theo cảm nhận của cá nhân mình thì cái xử lý tín hiệu của nó ra rất là ngọt. Cùng là một mixer kỹ thuật số, nhưng khi các bạn sử dụng những dòng khác nhau, các bạn sẽ cho ra cái tín hiệu khác nhau. Thì đặc biệt ở dòng mixer này, những chế độ mặc định của mixer đã hay sẵn. Hiện tại là dòng này mình chưa chỉnh sửa gì trên phần mềm hết nhé các bạn. Trước mắt các bạn là phần mềm chỉnh chỉnh laptop của mixer BFQ3000 6H. Các bạn có thể thấy các chế độ Music Mode từ 1 đến 6, Mic Mode từ 1 đến 6. Đồng thời ở chế độ của Music và mic chúng ta có 7 dãy equalizer để điều chỉnh và cắt hú ở đây. Chế độ effect thì chúng ta có KTV1, KTV2, FX1, FX2 tương ứng. Thì khi chúng ta chọn KTV1 thì ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các chức năng để điều chỉnh echo. Và khi chúng ta chọn qua chế độ FX1 thì chúng ta sẽ có thêm hiệu ứng reverb hiện ra để chúng ta cân chỉnh sâu và chi tiết hơn. Thì phần bên phải chúng ta sẽ có Music Volume Set. Ở đây chúng ta có phần Start. Min là mức khởi động. Ví dụ như lúc nãy chúng ta lưu về không thì chúng ta đặt chỗ này về không. Và mức giới hạn thì chúng ta có thể đặt ở mức là 40, 50 gì đó tùy không gian của mình. Chế độ khởi động mặc định là Music 1. Tương ứng ở Volume Mix cũng tương tự, chúng ta có thể đặt chế độ khởi động bắt đầu của micro là 0 và chế độ hạn chế âm lượng là khoảng 30. Khởi động là mic 1. Ở effect chúng ta thông thường effect khởi động mình sẽ để ở mức là 36 hoặc 40. Max volume mình để 80 luôn cũng được, không có ảnh hưởng gì hết. Ở chế độ mode KTV thì mình thích là dùng effect thì mình sẽ chuyển qua là FX1. Thì sau khi chúng ta lựa chọn xong, chúng ta có thể click vào nút upload để lưu chế độ lại. Đồng thời phần mềm cho phép chúng ta lock và khóa luôn, không cho bất kỳ ai can thiệp vào hệ thống ngoại trừ bạn. Ở đây chúng ta có hai ngõ vào input là IOX và BGM.
đồng thời có auto. Thì thông thường mình sẽ để ở chế độ auto. Khi nào các bạn kết nối vào tín hiệu vào trước sẽ ưu tiên nhận trước. Sản phẩm mixer này hiện tại đang được bán tại Video Shop với mức giá là 8 triệu đồng. Đặc biệt có rất là nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn. Gọi đến số hotline 0902 799 186 hoặc đến trực tiếp một trong 4 chi nhánh của VDA tại thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể liên hệ bất kỳ chi nhánh nào để yêu cầu được tư vấn hoặc là test trực tiếp sản phẩm tại nhà. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ đón xem những video clip lần sau của VDA Shop nhé. Xin chào các bạn.